Phương Quân, phu nhân. Nhật Nguyên băng xuống lưng cõi vật, chỉ làm cái ta không thể ngồi yên cho được. Giả biệt phu nhân ta sông nước xa trường, mang chiến thắng về cho non nước. Ngoài biên cương gió bông đôi mùa mịt mờ, giặc sầm lắng tấn công lang tràng cõi bờ. Mãi lo cho chàng nên giật điệp khó an. Cấp bao, cấp bao! Điều chi? Dạ, quân giặc đã công phá thành trì, thần vào đây phi báo. Sao, quân giặc đang công phá thành trì à? Truyền tả quân dục võ lên đi, nhắm hướng kinh thành thẳng tiêu. Chung thứ nhất chàng dùng gió bông cương ra chiến trận,
đổ thần quái diệt hết lũ xâm lăng. Chỉ anh hùng cung thở lưu danh, trong tên đạn chẳng màng sanh tử. Được chung thứ nhất ta xin uống cạn. Còn đây chung thứ hai, chúc cho chàng mã tấu thành công, năm đẹp mắt rồng rạng danh dũng tướng. Ngày hoàng ca là ngày non nước nhà nhà yêu.
vui. Nơi ấy con tìm về, sáng tác Phan Mạnh Quỳnh, thể hiện Hoàng Em.